Yo, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và trong video clip ngày hôm nay, trời ơi, cái gì thế này? Arthur CM Mortara. Rồi, tôi chưa động chạm gì đến lông tay lông chân của ông đâu nhá. Ok, quay trở lại trận đấu này đi. Bỏ qua Arthur đi. Ngày hôm nay thì mình đến với Liên Quân để bán hành chứ không có mua hành đâu Zuka ơi. Ôi trời ơi, bạn nghĩ gì đánh nhau với mình? Từ từ nha. Cái kiểu như Zuka này mình phải dạy dỗ cho một bài học. Cố gắng thả thính xương xương. Thả thính xương xương. Và sau đó là y em có bộc phá nhá. Làm mạng chén cơm đầu rất là thơm. Một cái mèo khi mà các bạn đánh với Zuka hoặc là Ngộ Không, các vị tướng có sát tương to không vào đường tà thần, thì mình khuyên các bạn nên lên trang bị giày hộ vệ đầu tiên. Như bản thân mình thì mình đóng trang bị giày hộ vệ đầu tiên, thế nên là bây giờ cái lượng giáp của mình nó cũng có rồi, thế nên là không sợ Zuka nữa. Trời ơi, Azenka lại liều mạng cái gì kia. Chết rồi Azenka ơi, bình tĩnh bạn ơi. Úi giời ơi, nửa cây. Bình tĩnh nha, không đùa đâu. Gấu vừa sau nó chết một mạng nên bây giờ nó rất là cay. Nó gọi cả quyền vương xuống hỗ trợ này. Thế nên bây giờ mình sẽ đánh thấp thấp thôi. Không là, ui dồi ôi, từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh. Thấp thấp thôi, chúng nó ganh sấp mặt. Ngày hôm nay thì sẽ thông báo cho mọi người về giá bán cũng như là ngày ra mắt của bộ trang phục này để các bạn có thể nắm rõ được thông tin hơn nhá. Bộ trang phục này có tên là Hồng Môn Đường Chủ. Và trước đây chúng ta cũng đón nhận một bộ trang phục đó là Ryuma Thanh Long Bàng Chủ. Trời ơi, Liên Quân bây giờ toàn đường chủ với thanh chủ, à với cả là Thanh Long Bàng Chủ các kiểu. Sắp tạo ra một môn phái, sắp xuất hiện nhiều môn phái. Đấy, chứ không phải một môn phái nữa đâu. Hy vọng rằng sau này Liên Quân có thể ra mắt nhiều trang phục đường chủ với thanh chủ các kiểu đã điểu nhiều lên tí. Zuka trận này hơi hổ báo đấy nha. Từ từ, bây giờ là mình cứ thả thính xương xương. Ý, đúng rồi, đánh em đi, chiếm em đi. Quay tay nhẹ nhẹ cái này. Nếu mà Zuka không chịu về thì mình sẽ cố gắng băng trụ thịt luôn Zuka nha. Với bộc phá trong tay là mình có một cái điểm lợi rồi. Zuka ơi đừng về, bạn ơi, ở đây chơi với mình. Đúng rồi, băng trụ luôn ngán cái gì nhá. Đập thẳng mặt nó luôn, đập thẳng mặt, bộc phá một mạng nữa. Thế là được hai mạng rồi. Dằn mặt xương xương Zuka thế thôi. Đợi chờ chiêu cuối, thật ra mình cũng chả cần biến về đâu các bạn ạ. Chiêu cuối mình có thì mình lại xài có gì đâu. Đó, lại hồi máu. Bây giờ hồi chưa nhiều nhưng cuối game hồi với nhiều. Nhưng mà chỉ sợ Zuka nó cay cú quá, nó lên cái đồ truy hồn một cái là mình sấp mặt ngay. Là thử sang thăm hỏi thỏ Slim cái. Ây da, tỉnh phết nhỉ. Trời ơi, từ từ nha, đang có cả cấu béo Zuka. Thôi mình không cướp đâu. Không ham mối làm gì. Ây da, khổ thế, em có làm cái gì đâu, cứ làm choáng hoài. Zuka quá đây ông Kla, Zuka ơi, em có chiêu cuối thôi này. Trời ơi, dồn em đi, đúng rồi. Ôi trời ơi, dồn đi. Lại tóc biến sự bất rồi á. Zuka trận này đứng tất là gặp ngay hành. Gặp ngay mình bán hành. À, quên mất. Suốt nãy giờ toàn liên thuyên. Vị tướng Tara sẽ chính thức ra mắt bộ trang phục đó là Hồng Môn Đường Chủ vào ngày 24 tháng 3 cho đến ngày 26 tháng 3 nha mọi người nhá. Đấy là ngày ra mắt của bộ trang phục này. Và cũng như là về giá bán của bộ trang phục này thì cực kỳ rẻ luôn. Bộ trang phục này sẽ có giá bán từ 279 quân huy giảm xuống còn 99 quân huy và áp dụng cho thẻ giảm giá. Ví dụ các bạn có thẻ giảm giá thì nó sẽ trừ từ giá gốc. Nếu các bạn có thẻ giảm giá 300 quân huy thì các bạn sẽ sở hữu bộ trang phục này với giá 1 quân huy. Đó, thế nên là tranh thủ nếu mà có thẻ giảm giá thì các bạn hãy cố gắng sở hữu. Còn thật sự là bộ trang phục này đúng chất đầu gấu rồi. Ngoại hình thì mọi người nhìn thấy vị tướng Tara kiểu như rất là cứng cáp, rất mạnh mẽ, rất phong cách. Trên tay của Hồng Môn Đường Chủ hình như là trong bộ trang phục này nó còn có cả xăm hình trên tay thì phải. Đấy, cây búa thì siêu to. Màu chủ đạo sẽ là màu đỏ. Zuka mà chả làm được gì luôn, mình thấy thật. Đấy, chỉ lao lên như vậy thôi, còn sao nữa, em có chiêu cuối mà. Này, từ từ nha, mình sẽ từ từ, mình sẽ tập chiêu cuối và sau đó là sẽ kêu gọi thêm cả Phoenix và băng trụ luôn. Bạn ơi, băng trụ. Đúng rồi. Đây để mình tanh trụ cho bạn ơi.
Vào đi cáo ơi. Đúng rồi, bạn cứ dìa nó đi trời đất ơi. Đấy, nó phải trả giá cho bây giờ thôi để mình. Ăn mạng là để mình đó, 148 vàng. Zuka đúng thật là ôm trụ từ đầu game đến tầm gần 6 phút đồng hồ. Cái gì đây? Sẽ để bò bây giờ mới level 6 trời. Núp lùm top 1 cơ à? Hẳn là top 1. Tí nữa thì mình sẽ độ châu bò với con bò Toro. Trong trận đấu này thì mình sẽ lên full đồ thủ cho mọi người nha. Đánh Tara thì cứ lên full đồ thủ thôi. Nhưng mọi người để ý giúp mình là trong trận đấu này thi thoảng mình đánh ra 9 mạng là do mình mang bảng ngọc của sát thương, mang bảng ngọc đam đi. Gấu ơi, gấu. Tần này băng trụ luôn, bạn cứ về nhà đi, chạy đi. Chạy được thì chạy, úi giời, tốc biến đập mặt vào tường à. Ôi anh chạy vào trụ đi. Em rước anh đi tận giường luôn, lên bảng điểm số này. Úi dồi, hồi rất là nhiều máu các bạn ạ. Thôi, bây giờ mình cứ tem tém lại. Hiện tại team mình đang bị thua về mạng hạ gục nha. Tầm này xuống núi là hợp lý đấy này. Thỏ Slim còn liềm với cả quyền vương còn liềm. Rất khó nhai. Đập thỏ trước. Không lấy được cái liềm của nó luôn. Ai lấy liềm, lấy được cả mạng 400 vàng chấm dứt đấy. Nhưng thôi nhá, mình không băng trụ đâu. Cái phù hiệu trong trận đấu này cho vị tướng Tara là mình sử dụng phù hiệu ma tính nha mọi người nha. Sử dụng phù hiệu ma tính. Mình thấy là khá là phù hợp. Úi dồi anh gấu. Úi dồi anh nhảy mù mắt em cơ trời. Chiếm em đi mấy anh ơi. Em trâu lắm, xin một lần được chết. Trời đất ơi, em có chiêu cuối rồi. Thì bạn bất lực hoàn toàn. Trong trận đấu này mình tuyên bố bất tử luôn các bạn. Trời ơi, đạp thoải mái đi. Tầm này là mình sẽ không kích hoạt chiêu cuối sớm đâu. Đây là một cái chiến thuật nha. Mình kích hoạt chiêu cuối là team bạn sẽ không dám băng trụ. Do là mình nhiều máu mà. Thế là cứ để ít máu rồi thả thính xương xương. Đấy, team bạn kiểu gì cũng dồn vào đây. Đợi Arthur xuống hỗ trợ một cái là chúng ta bật chiêu cuối lao thẳng vào luôn. Rồi đây, để mình ra hỗ trợ cái nào. Ui giời ơi, 300 máu các kiểu nào điếu. Ui, ui nhìn này, lên bảng các bạn ơi. Trời ơi, dồn em thoải mái ạ. Làm một mạng. Làm một mạng một cái lại hồi 700 máu. Cách khắc chế Tara rất đơn giản. Nhưng trong trận đấu này hình như là team bạn chưa có ai đủ vàng để lên thì phải. Thỏ ai làm gì đây? Từ từ nha, để giành chiêu 1 các bạn ạ. Nhảy một phát, bùm, vỡ đầu luôn. Chấm dứt luôn. Trận này là cân bằng thế này. Ngang cơ. Team bạn ăn 15 mà team mình cũng ăn 15 luôn. Lại là gấu. Gấu level 9 và gấu rất hổ báo. Trời ơi, thêm cả bó Toro à. Cái gì đấy? Gọi hết người ra đây. Lên bảng tôi gấu ơi. Tiếp tục còn người nào nữa không? Thoải mái đi, em còn chiêu cuối rồi. Đầu anh bắt được. Được em. Trời ơi. Ui, mình bị dồn nhanh quá, không kịp hồi máu luôn ạ. Căng quá. 16 rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nói qua về trang bị của Tara trong trận đấu này nha. Để các bạn có thể tham khảo. Nói chung là full đồ thủ thôi. Trang bị đầu tiên sẽ là giày hộ vệ. Tiếp theo là áo choàng thần da. Sau đó là áo choàng băng giá. Khiên huyền thoại. Giáp Gaia và trang bị cuối cùng đó là giáp thống khổ. Đấy là full đồ rồi nha. Trời ơi Thỏ ơi. Lần này thì em phải cố gắng giết được anh. Chạy được đi đâu? Nhanh như thỏ đúng không? Nhưng mà mình có áo choàng băng giá làm chậm rồi mà. Trời ơi, lên bảng từ. Thôi. Ông Joker này tranh thủ đã man. Mình cứ đẩy lính đường lên cao cao đã. Gấu tầm này thì nhìn mình chạy mất dép. Chiêu thứ nhất của vị tướng Tara sau khi các bạn sử dụng thì nó sẽ tạo ra hiệu kỹ năng, đó là khi các bạn đập cây búa xuống đất, nó sẽ kiểu như long trời lở đất. Gạch đá vỡ vụn. Hình như là mình nói hơi quá. Chiêu 2 khi các bạn sử dụng thì nó sẽ tạo ra hiệu kỹ năng màu đỏ và có khá là nhiều lá rơi, lá rụng. Giống như kiểu mùa thu đấy. Đấy, để mình ra hỗ trợ cho cả Phoenix. Kể cả chiêu cuối của vị tướng Tara cũng có sự thay đổi nha mọi người.
có tà thần rồi, thật sự là khả năng hồi phục máu của mình nó còn nhiều nữa các bạn ạ. Tại vì các bạn biết là bùa lợi tà thần thì giúp chúng ta hồi phục máu rất là nhiều và tự tăng sức mạnh rất nhiều. Chiếm em đi mấy anh ơi, lần này thì em sẽ không để chết nữa đâu. Tơ tơ, để em vào giao tranh cho. À thôi, bạn phải để mình tanh như thế này, đúng rồi, chiếm em đi. Đập đập luôn nhá. Cái thanh niên van đây này, đánh hơi đau nha. Rồi, còn xíu máu. Chứ mình không mang trụ đâu. Quyền Vương, đồ anh bắt được game. Thề luôn là team bạn mỗi thằng không còn xíu máu, không làm gì được luôn. Cậu ép luôn trụ đứng giữa này. Ép nhanh. Trời anh gấu anh ganh ngứa em à trời. Đánh có mất máu đâu. Đấy ba người đuổi em đi. Đồ anh bắt được em. A à, hi hi. Đồ anh bắt được em. Hồi 400 máu. Đồ anh bắt được em. Tuy ta yếu nhưng anh em ta đông. Anh em ta đông. Úp sọt anh em ơi. Đập luôn. Từ từ nha. Thôi 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 thôi. Từ từ. Mình nhường cơ hội này cho đồng đội của mình đấy. Chiêu cuối mình lại sắp hồi rồi. Cứ như cứ dừ dừ thôi. Chiêu cuối có là chúng ta lại sử dụng có gì đồng căng. Lại hồi 400 máu. Ui trời ơi. Đây là bao cát chứ. Chứ là cái gì nữa trời. Thật sự là đánh ta ra đúng chất là bao cát rồi. Khổ thân van nên chỉ đánh mình là mình không chết nổi. Tiếp tục là dẫn tới đồng đội chết sạch. Chạy được đi đâu hả bò ơi. Cho mình xin mạng của bò nào. Đứng lại. Đứng lại núp lùm top 1. Vỡ đầu bò à. À vấn đề chính là chúng ta cần ép một cái đường lính siêu cấp này. Khi nào mà Tara còn chưa cuối thì các bạn được phép hổ báo nha. Còn lúc nào mà chưa có thì đừng hổ báo vội. Tại vì là chúng ta có chưa cuối thì chúng ta tự tin không bị chết. Tự tin bất tử. Ui. Thỏ Slim lên đao truy hồn được các bạn ạ. Ui. Gắt quá trời. Thế là từ bây giờ là... Nhưng mà mình không sợ đâu, một mình cân nết luôn. Một mình chỉ ta ra cân nết. Sợ cái gì trời, chiếm em đi. Đúng rồi, một mạng. Tiếp tục, cài mạng này, dăm ba thằng Zuka này. Triple kill, bá đen vào đây. To mồm vậy thôi, nhưng đau lắm các bạn ơi. Đồng đội mình tới rồi. Thỏ Slim lên sử cái đao chi hồn rồi. Bây giờ mình tắt nắng các bạn ạ. Mình phải giết được Thỏ Slim trước cơ. Chứ còn khả năng hồi phục máu của mình là cứ 400. Nhưng mà nếu mà gặp cái đao truy hồn chắc có lẽ mình chỉ hồi được tầm hơn 100 hoặc là 200 thôi. Chỉ hồi được một nửa đó các bạn ạ. Thật ra thì team bạn lên cái truy hồn, cái trang bị truy hồn khá muộn. Bây giờ chính thức mình full đồ rồi đấy. Bây giờ đợt ơi, gọi thêm người ra đây nhá. Gọi thêm người ra đây. Zamba mấy cái anh này 600 máu đây. Ui trời ơi. Từ từ đợi team mình đi chung với các bạn ạ. Đợi team mình mới ép được. Rồi Aether với Phoenix lên rồi. Ép luôn trụ trên này đi. Các bạn nhìn nào, hồi đầy máu luôn. Hồi cứ 500 máu, hồi đầy luôn. Đầy luôn thì chúng ta cứ tiên phong lên đằng trước. Đúng rồi, để cho Quyền Vương Zuka dồn sát tương vào. Mất được nửa cây máu chứ mấy. Ok, chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây các bạn ơi. Khi mà mình đã review qua bộ trang phục của cô nàng Tara và thật sự là bất tử. À nó không được bất tử, mới chết một mạng. Nhưng hồi máu rất là ghê, thế này ai chơi. Ôi lại hồi đầy máu rồi ạ. Ok, và rất cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi video clip này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người.